Chúng ta sẽ đến cái series lý thuyết hữu cơ. Chúng ta nói về công thức cấu tạo số 26. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về đồng phân đơn chất mịt hở. Công thức là C3H4O2. Từ đây thì giới hạn cho bạn đó là nó chỉ là axit vẽ tay. Bước đầu tiên của bài toán này đó là em hãy tính K hợp chất hữu cơ C3H4O2. Trong hữu cơ carbon hóa trị 4, hydro hóa trị 1, oxy hóa trị 2. K chúng ta sẽ bằng tổng liên kết pi cộng vòng. Sẽ bằng 2S4 trừ S1 cộng 2. Rồi tất cả em chia cho 2. 2 nhân cho S4 là carbon hóa trị 3. Là carbon có 3 carbon. Trừ đi S1 là trừ đi hydro cộng 2. Chúng ta chia cho 2. Ở đây mình tính được pi ở đây bằng 2. Vì nó là mịt hở. Do đó ở đây V bằng 0. Thì nó lại. Vì trong trường hợp này người ta cho là mịt hở. Do đó ở đây V bằng 0. Chúng ta chỉ có pi thôi. Mà nó đơn chất có hai oxy thì ta nghe kỹ. Đơn chất có hai oxy em nhé. Đơn chất có hai oxy thì chúng ta có hai trường hợp, một là axit hai lại te thôi. Đầu tiên là axit COOH là pi bằng 1 này. Như vậy còn một pi nữa đó là hai carbon và một nối đôi. Sau đó em điền hydro vô là xong. Tiếp theo của em đó là este. Este thì H đứng đầu, thì bên này còn lại 2C và một liên kết đôi. Sau đó em tiến hành điền hydro nữa là xong. CH, CH2. Được chưa? Và theo đánh giá của thầy thì đây là một câu hỏi dễ em nha. Còn nếu ở đây mà đề không giới hạn chúng ta mịt hở, đơn chất mịt hở thì bài toán này chúng ta làm rất là nhiều đồng phân em nhé. Hãy nhớ điều đó.